Công ty Lưới Nhựa Thanh Hà xin kính chào quý khách hàng. Công ty chuyên sản xuất và cung cấp ra thị trường các dòng sản phẩm lưới nhựa như lưới đựng trái cây, lưới đựng nông sản, lưới bao hoa, lưới bông tắm, lưới chăn nuôi. Với quy mô sản xuất rộng lớn, công ty luôn đáp ứng được các đơn hàng lớn nhỏ trong thời gian ngắn, chiết khấu cao cho các đơn hàng có số lượng lớn, vận chuyển và giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Theo nghiên cứu, phân dê là một dạng phân chuồng rất tốt cho cây trồng bởi có hàm lượng dinh dưỡng cao. Đây là một dạng phân chuồng dạng viên, không có mùi nên không thu hút côn trùng như các loại phân chuồng khác. Bên cạnh đó, phân dê rất có lợi cho đất, góp phần làm đất tơi xốp và cải tạo đất. Bạn sẽ tìm thấy ở phân dê đầy đủ những ưu điểm với các loại phân chuồng hữu cơ khác nhau. Theo kinh nghiệm của rất nhiều người chơi cây cảnh lâu năm, để bón phân dê cho cây cảnh hiệu quả mà không gây ảnh hưởng đến bộ rễ của cây, có hai cách chính, bao gồm bón phân dê trực tiếp lên chậu cây trồng. Cách này vô cùng đơn giản, chỉ dùng khoảng 10g phân dê đã xử lý, rắc đều lên chậu và tưới nước chăm sóc bình thường. Cách 2, ta sử dụng túi lưới đựng phân tan chậm đựng phân dê. Cách bón này bạn thực hiện bằng cách cho phân dê vào trong túi lưới phân tan chậm. Sau đó, tùy vào đường kính của chậu mà bạn chọn chiều dài của túi phân sao cho phù hợp nhất và đặt lên mặt chậu. Với cách này, bạn nên đặt phân dê ở sát thành chậu trồng và cách xa gốc cây. Ưu điểm của cách này đó chính là điều tiết được lượng phân bón, dễ vệ sinh chậu trồng sau này. Công ty chúng tôi là đơn vị chuyên sản xuất dòng túi lưới nhựa đựng phân dê với quy mô lớn, dây chuyền máy móc tiên tiến. Túi lưới đựng phân được là dòng túi lưới nhẹ, được sản xuất nguyên cuộn không cắt, rất tiện lợi cho các nhà vườn khi có nhu cầu sử dụng, theo các kích thước dài ngắn mong muốn tùy phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng. Túi được sản xuất bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PE không chứa tạp chất, sợi lưới mỏng nhỏ nhưng rất dai, chịu được sức căng tốt, độ bền cao, chịu được thời tiết nắng mưa trong thời gian dài mà không lo bị bay mục. Quý khách hàng đang quan tâm đến sản phẩm, xin vui lòng liên hệ vào số hotline hiện trên màn hình hoặc dưới phần mô tả. Nhân viên của công ty sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.